thì mình chơi lên tầm được khoảng bao nhiêu anh em nhá đấy trong video này mình lại tiếp tục tặng anh em một cái thẻ cao hai cái cốt với lại hai cái mua mua anh em nhá đấy mình sẽ để ngẫu nhiên trong video này đấy, anh em nhớ đón xem đến hết clip để nhập cốt với lại thẻ cao nhá rồi, còn à, cuối clip mình sẽ quay random phát lọc cho hai bạn Anh em nhớ xem đến cuối clip để à, đón xem mình quay random phát lọc nha Ai mà chúng nhớ inbox e zalo mình để nhận nha Còn anh em nào mà chưa tải game thì anh em nhanh tay tải theo đường link mình ghim dưới phần bình luận anh em Anh em tải xong rồi anh em nhớ gửi ID qua zalo mình, số zalo mình để dưới phần mô tả đấy anh em Mình sẽ phát code cho anh em chơi nha Code ngẫu nhiên từ 10 đến 88k anh em nha Đấy, còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ mình với nha anh em Ok cảm ơn anh em rất là nhiều Anh em đăng ký nhấn chuông thông báo để mỗi khi mình lên video sẽ có thông báo cho anh em sớm nhất để anh em vào săn cốt với lại thẻ cào nhá Rồi bây giờ lên 5 lít rồi mình ra vào lại phá đi anh em Rồi bây giờ mình tiếp tục chơi tiếp anh em nhá lên 5 lít rồi Đấy cứ một chút là phải ra vào lại anh em nhá anh em không được chơi lâu Đấy cái trò gì cũng vậy anh em chơi lâu là chết đó luôn Đấy đặc biệt cái con poker trên dưới này anh em đừng bao giờ cầm vốn lớn vào chơi Anh em chỉ cầm vốn 20 đến 50k thôi anh em thấy không? Hôm nay mình cầm có 50k rồi. Mình vào mình chơi lên 600 một củ này. Rồi, lên một củ thì bây giờ ra vào lại tiếp anh em. Bây giờ mình ra mình vào lại tiếp nha, một củ 066k. Đấy, mình vào mình vào lại, vào lại tiếp phát nha. Mình định chơi vài phát sóc đĩa mà thôi anh em. Đấy, chơi tiếp bóc cứ trên dưới đi. Đấy, chơi mỗi trò này thôi. Đấy, vì trò này mình ít làm. Đấy, mình chỉ xen kẽ với mấy con khác thôi. Đấy, con này mình ít chơi một mình lắm anh em. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho anh em một cái cốt đầu tiên ở trên góc trái màn hình anh em nhá. Đấy. Cốt anh em nhá, anh em nhấn nhập vào để chơi chúc anh em may mắn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chiến tiếp anh em lên hai cụ rồi nhá. Rồi. Làm phát nữa nào. Làm phát nữa nào. Lên phát nào. Rồi. Lên hai cụ dưới rồi anh em nhá. Lại ra vào lại tiếp anh em. Cứ ăn được ít lại ra vào lại anh em nhá, hoặc là anh em có thể đây là mình làm cái clip, là clip cho nên mình không bỏ vào két thôi. Chứ anh em mà chơi anh em cứ ăn đặc lên anh em ra bỏ két xong anh em cầm 20k đến 50k anh em vào chơi tiếp nha. Anh em đừng có để nhiều. Anh em đã ra là phải bỏ két. Đấy cứ bỏ két cho mình. Đấy cứ nghe mình nha anh em. Chơi con này càng vốn nhỏ càng ăn anh em. Càng vốn nhỏ là càng đỏ anh em nhá. Đấy anh em cũng phải tính toán theo mà xem cái đường nó đi như thế nào đã anh em. Ok của hai này, hai của rưỡi này, hai của 6 này. Ok chưa lên ba của ba tiếp rồi này. Đấy, chó nó ăn vài phát nhỏ, mình ăn phát lớn thôi anh em Rồi, ok, tiếp anh em nhá. Lên 4 cụ 3 rồi anh em nhá, Mình sẽ xuống lại cực 2 lít này Rồi anh em nào mà chưa tải game thì link tải game mình đã ghim dưới phần bình luận anh em nhá. Anh em chỉ cần tải về liên kết số điện thoại với ngân hàng xong anh em chỉ cần gửi ID qua Zalo cho mình là được Số Zalo mình để dưới phần mô tả anh em Mình sẽ tặng anh em cốt ngẫu nhiên từ 10 đến 88k nhá. Đấy còn anh em nào mà xem thì nhớ cho mình xin một like với lại để lại mua mua bên dưới ngày mai mình sẽ tiếp tục quay ra phát lọc cho anh em nhá. Ok bây giờ lên 5 cụ rồi. 5 cụ rồi bây giờ mình sẽ vào lại tiếp anh em này. Mình sẽ vào lại tiếp nha. Đấy anh em nhớ để lại số mua bên dưới ngày mai mình sẽ quay ra đun nhá. Đấy cuối clip mình có quay random phát lọc cho hai anh em hai cái mua mua. Anh em nào xuống thì nhớ inbox e qua Zalo mình để nhận lọc nhá. Đấy còn một cái thẻ cào với lại một cái mô, à, một cái cốt nữa thì mình sẽ để luôn trong ngẫu để luôn ngẫu nhiên trong cái video này anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho anh em cái thẻ cào 20k này Anh em nhớ nhập vào nhập cho đúng nha Đấy, ai, ai nhanh thì nhớ được thôi anh em Đấy vì à, anh em trong nhóm Zalo nhanh lắm anh em Ok thẻ Viettel 20k nhé anh em Anh em nhớ nhập vào để chơi nha Chúc tất cả anh em may mắn nha Rồi tiếp này Tiếp này Rồi 6 của 9 rồi Lên phát 7 của nghỉ này Nghỉ là ra vào lại đấy anh em Không phải là nghỉ hẳn đâu Đấy, 50k lên 7 củ như chơi anh em ạ 50k lên 7 củ quá bình thường luôn Rồi, tiếp này, làm phát nữa này Rồi, bây giờ Làm phát nó cho nó rực rỡ anh em Rồi, bao nhiêu cũng nhận anh em Tốt nhất chơi con này anh em nên cầm vốn khoảng 20 đến 50k Và đặc biệt anh em chơi một phát là anh em nhận luôn Chứ đừng chơi phát thứ hai nó hay về đôi lắm anh em Đấy anh em thấy không, đôi xì kìa Đấy, xì về xì quá bình thường luôn anh em Xì về xì là quá bình thường luôn Đấy đôi khi ba nó về còn hai anh em ạ Xì nó về xì cay cú lắm hai nó về còn hai mới cay Đấy Em thấy chưa Mẹ còn ba củ kìa à? Cay chưa Rồi Rực rỡ anh em bốn củ Thơm chưa Thơm phức anh em ạ Rồi củ 7 này hai củ này rồi bây giờ mình sẽ liên tiếp cho anh em một cái cốt nữa nha Anh em nhớ like với đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em Ấn chuông thông báo theo dõi này Đấy để khi nào mình lên video sẽ có thông báo cho anh em Ok nha anh em vãi nồi còn 6 củ kìa Phát Làm phát hai củ luôn nào Phát Chết mày nè 12 củ nè Chạy đi đâu anh em Vốn 50 lên à. 14 củ 8 anh em nhá Gần 15 củ nhá 14 củ 9 lên 15 củ này Ok, thì bây giờ mình sẽ dừng clip tải đây anh em nhá. Đấy chốt lái gần 15 của anh em nhá với số vốn là 50k. Đấy còn bây giờ thì mình sẽ ra phát lọc cho anh em. Đấy mình dừng clip xong mình sẽ ra phát lọc cho anh em nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái link video ngày hôm qua mình sẽ quay ra hai bạn mình sẽ phát lọc cho hai bạn hai cái mô Anh em nào mà chúng mình nhớ inbox e Zalo mình để nhận lọc nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ quay xong mình dừng clip luôn tại đây. Đấy cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra hai bạn này may mắn nhất của video ngày hôm qua nhá Đấy, người đầu tiên là ai? Ok, chúc mừng Tuấn Sonic này Đấy, người thứ hai là ai? Ok, chúc mừng nhóc nhá Còn bây giờ thì bye bye anh em